Hôm nay có dịp về Ba Vàng vãn cảnh đầu xuân, mình có được đặt chân tới địa điểm được gọi là Vườn Thiền. Bước vào đây, mình thấy rất ấn tượng bởi không gian xung quanh, tiếng nước chảy róc rách, không khí rất nhẹ nhàng, mang hương vị thiền. Đặc biệt là tôn tượng rắn thần che mưa khiến mình càng thấy sự yên bình, linh thiêng của chốn thiền môn. Mình cũng tìm hiểu và biết được câu chuyện cực kỳ đặc biệt về tôn tượng này đấy. Để mình kể cho mọi người nghe nhé. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy vĩ đại, giáo chủ của tất cả các cõi, với lòng bi mẫn, trí tuệ mà Ngài đã cảm hóa và chiết phục muôn loài chúng sinh có hữu duyên, khiến chúng sinh đều tôn kính. Chuyện kể rằng, sau 49 ngày thiền định tại Cội Bồ Đề thuộc bang Bihar của nước Ấn Độ ngày nay, Thái tử Tất Đạt Đa đắc đạo, hiệu là Phật Thích Ca. Sau khi đắc đạo, Đức Phật tiếp tục ở lại khu vực quanh Cội Bồ Đề đó 7 tuần. Và vào tuần thứ 6 sau khi đắc đạo, Ngài ngồi thiền để quan sát sự an lạc của thiền định, thì thời tiết thay đổi, bầu trời tối sầm, giông tố nổi lên, mưa to, gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Lúc này, rắn thần Muchalinda đã rời nơi trú ngụ, cung kính uốn mình xung quanh vị trí Đức Phật tọa thiền, hai bên mang bành rộng, dùng đầu làm tàn lọng để che chở cho Ngài trong suốt mấy ngày cho tới khi giông tố chấm dứt. Với mong muốn nhân dân và Phật tử thập phương về chùa được hiểu thêm về Đức Phật qua điển tích nổi tiếng này, từ đó sinh tấm cung kính và đảnh lễ Ngài mà được nhiều phúc báu, Thầy Thích Trúc Thái Minh cho thiết lập tôn tượng rắn thần Muchalinda trên mưa cho Đức Phật. Tôn tượng tọa lạc tại vườn Bồ Đề chùa Ba Vàng, nơi có suối nước róc rách chảy cùng hàng cây xanh tỏa bóng mát. Mong rằng quý nhân dân Phật tử về đây chiêm bái có thể tạm rời xa những căng thẳng phiền não của cuộc sống thường nhật và tìm lại sự cân bằng an lạc chính nơi tâm mình.